Gần một tháng nay, tiệm sách tại số 64 phố Hàng Trống, Hoàng Kiếm, Hà Nội thu hút nhiều người dân tìm đến vì mô hình bán sách độc đáo, không có nhân viên, khách tự chọn và chuyển khoản thanh toán qua ứng dụng. Tiệm sách có tên Những Vì Sao nằm trên tầng 2 của một ngôi nhà. Trước kia nơi đây được biết đến là nơi giới thiệu các sản phẩm thủ công của bà con khu vực Tây Bắc, nên không gian kết hợp nhiều vật dụng trang trí gắn liền với cuộc sống của người dân vùng cao. Đến đây, khách hàng sẽ là người tự tìm hiểu, chọn lấy cuốn sách mình ưng ý và tự mình thanh toán thông qua một ứng dụng thông minh QR Code. Ở đây thì bọn mình cũng mới chỉ có được khoảng mấy trăm đầu sách thôi, và chủ yếu là sách thiếu nhi, bởi vì bọn mình có một cái chủ trương là sách thì sẽ có một cái sự chọn lọc, chứ cũng không cái gì cũng bán. Sách nó rất là quan trọng, tức là đối với bọn trẻ con, tức là từ kinh nghiệm của bọn mình, ví dụ như mình ấy thì là ngày nào cũng đọc truyện cho trẻ con nghe, và mình thấy là cái ngôn ngữ của các con phát triển rất là tốt, các bạn diễn tả được cái mong muốn của các bạn từ rất là sớm. Với một cái không gian như thế này ấy, thì nó cũng rất hợp với cái việc là phụ huynh đưa con đi mua sách, bởi vì đến thì bố mẹ có thể ngồi chơi uống trà với các con thì thoải mái trong việc chọn sách, thậm chí có những bạn còn nằm ra ghế để đọc thử sách, nên các bạn hầu như các bạn đều rất là thích. Thì cái mà bọn mình mong muốn là đưa đến một cái trải nghiệm cho cái việc mua sách, tức là mọi người được tận hưởng cái quyển sách, và nó giống như là kiểu ở nhà mình chọn một quyển sách xuống để đọc ấy. Các đầu sách tại tiệm sách chủ yếu ưu tiên trẻ em, nên các vật dụng cũng hướng đến mục đích phục vụ các em nhỏ. Bên cạnh đó vẫn có đa dạng đầu sách phục vụ nhu cầu nhiều lứa tuổi, đối tượng khác nhau. Trên những kệ sách thường đính theo những lời nhắc người đọc giữ gìn ý thức, cùng với đó là hướng dẫn cách thức thanh toán. Mô hình sách là bán và tự trả tiền, không có người thu tiền, thì chị thấy cái mô hình đấy như nào? Lạ vừa cũng quen, tại vì em thấy ở bên Nhật mọi người cũng có cái mô hình như thế. Dạ thích ạ, bởi vì thế mạnh của chị chủ quán là đồ trang trí, thế nên là chị có mắt nhìn chị trang trí đẹp quá, thích quá. Thông qua mô hình này, những người sáng lập tiệm sách mong muốn khuyến khích tinh thần tự giác và hình thành thói quen tự phục vụ của khách hàng.